chào ông bà cô chú và tất cả các bạn nha. Thì quán ăn vặt của mình ngày hôm nay sẽ có món hột vịt lộn luộc nước dừa với trứng cút lộn luộc nước dừa. Thì mình đã chuẩn bị sẵn một trái dừa. Mình luộc nước dừa thì mình sử dụng cái dừa mà cho nó hơi cứng một chút để cái nước nó ngọt. Thì mẹ mình sẽ chặt cái dừa này để mình đem đi luộc trứng nha. Trứng thì mình chùi rửa cho nó sạch rồi mình mới luộc. Trong khi luộc thì mình sẽ cho vô một chút xíu muối để cho cái vị nó đậm đà hơn. Bữa nay khách cũng đặt của mình trứng vịt luộc nước dừa nè, rồi bánh tráng nướng với lại 20 cái gỏi cuốn. Thì giờ anh Nhân cũng đang cuốn gỏi cuốn nè, mình cuốn được hơn 10 cái rồi. Để tí nữa 2 giờ là mình sẽ giao cho khách. Thì mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng làm với gia đình của mình nha. Cái dừa này nó hơi cứng nên chặt hơi khó không mẹ? Hồi nữa cái mẹ chặt xong mẹ đổ vô son luôn, son trứng con làm sạch hết rồi. Giờ chỉ có đổ nước dừa vô là mình nấu lên thôi. Tại 2 giờ mới giao, giờ khoảng 1 giờ mấy thì mình nấu xong là nóng hổi luôn, mình giao cho khách liền cho trứng nó nóng ăn nó ngon. Đây là nồi trứng lộn mình đã chuẩn bị nè, giờ mẹ sẽ cho nước dừa vô. Giờ mình sẽ cho trái dừa thứ hai vô nữa cho nước nó ngập á. Cái món trứng này thì mình cho nhiêu đây nước dừa cho ngập cái trứng á để mình luộc cho nó thấm và nó đậm đà hơn. Thì giờ mình sẽ cho một chút xíu muối vô. Mẹ của mình đang tiếp tục cắt tép nữa nè. Mình làm từng khâu, cái nào trước mình làm trước, cái nào sau mình làm sau. Tại vì tép mẹ cắt đủ cho anh Nhân cuốn rồi á. Cái mình quay qua mình làm cái khác để mình giao cho kịp khách. Chứ tới giờ mà chưa có thì sợ khách đợi lâu á. Nay cuốn lên tay chưa anh? Chưa. Chưa. Rau cái mình chuẩn bị, mình rửa sạch sẽ, mình ngâm muối, mình vớt ra, mình để vô cái rổ cho nó ráo rồi mình mới cuốn. Thì cái bánh nó sẽ không có ướt. Bữa nay mình có thêm cái món hột vịt luộc nước dừa. Món này mình thấy đang hot nhất, hot trên mạng. Con cũng chưa có ăn thử luôn mẹ. Con thấy người ta làm mà con bắt chước á. Mẹ có ăn chưa? Chưa con. Nhìn cái mâm rau của mình là thấy hấp dẫn như nè. Mình có đủ các loại rau sống luôn, rồi xà lách với giá. Giá để mình ăn cho nó giòn giòn, nó đỡ ngán á. Bữa nay mình có hai loại nước chấm là nước tương với là mắm nêm. Mắm nêm thì mình bằm khóm ra rồi mình cho mắm nêm vô. Với mình xào xả cho thơm lên á. Thấy cái ai mà thích ăn mắm thì ăn mắm sẽ ngon hơn là mình ăn tương. Có khóm nữa. Khách yêu cầu mình là cuộn rau nhiều một chút nên là bữa nay anh Nhân cuộn cái cuộn này là rau nhiều nè, nên nó hơi tròn. Mình sử dụng bánh tráng cây tre nè, để cho cái gỏi cuốn của mình, cái da bên ngoài nó sẽ dai. Còn mình sử dụng bánh tráng thường thì dễ bị bể bánh mà bánh ăn không ngon nữa. Em đổ chưa ta, Nhân? Dạ, đủ rồi nè, đây, con nước chim. Còn hai cái bánh tráng nướng nữa nên hồi nữa mẹ xắt bắp giùm đang con nướng bánh tráng.
anh nhấn cuốn xong mình để trong cái lá chuối nè, để cho cái bánh của mình nó không có dính lại với nhau, với lại nó không có bị khô á. Để tí nữa mình giao nó còn mềm dẻo. Giờ mẹ mình sẽ xát bắp giùm để chuẩn bị mình nướng. Cái bắp này mình bào cho thiệt là mỏng thì chút nữa mình để vô cái bánh tráng á, mình ăn cho nó ngon, nó giòn. Chỉ có mấy món ăn vặt này mình làm qua làm lại, ví dụ như khách đặt mình món nào thì mình sẽ làm món đó. Còn ngày bình thường thì mình có cá viên chiên, xúc xích chiên, bắp xào, bánh tráng nước. Còn gỏi cuốn thì đặt mình mới làm, còn mấy cái ngày khác thì mình làm vào cuối tuần á. Cái bắp này vô bánh tráng á mình ăn nó giòn với nó ngọt. Hộp vịt lộn luộc nước dừa của mình cũng đã chín đây nè. Giờ mình tắt bếp, mình còn nướng thêm hai cái bánh tráng nữa là mình đem đi giao cho khách. Mình mở nắp ra là mình cảm thấy cái mùi thơm nước dừa nó bốc lên thơm ghê luôn á. Trong cái hộp vịt mình nghĩ là đập ra chắc nó ngọt mà thơm lắm luôn. Vậy ăn thử đi, ngon không nha chị? Có chị góp ý em nha. Nay có bác Năm vô ủng hộ mình nè, bác Năm mua nếp về gỏi cuốn nữa nè. Cô Năm đang phụ mình chiên cá viên chiên nè, tại vì có khách đợi đằng trước á. Hãy đưa tiền trước rồi chưa lấy đồ gì về nha. Đây em đang chiên cho anh đây. Nãy giờ là mấy em học sinh đi ngang á, cô Năm có nướng bánh tráng nướng cơ quán. Đứa thì tương ớt, đứa thì tương cà á cô Năm. Mấy bữa trước á mình nướng bánh tráng mà tại vì mình chưa có kiếm được cái loại bánh tráng nướng. Bữa nay mình mua được cái bánh tráng nướng này nè. Mình cũng qua hỏi ý kiến nhiều người là mà ăn cái bánh tráng mình nướng nó có ngon không, thì người ta nói ban đầu ăn cái bánh tráng kia nó mỏng, mình để lên cái bếp này nè mình nướng cái chút nữa nó mềm. Còn cái loại mà đặc biệt dành riêng cho nướng á thì là cái bánh nó dày hơn, nó hơi cái màu hơi đục đục nè. Sáng nay mình mới tìm mình mua được nè. Cô Năm cô nướng giòn ngon dữ lắm. Mấy bữa đầu mà khách nào ăn của mình bánh tráng nướng bị mềm thì mai mốt quay lại mình khuyến mãi thêm. Chứ giờ biết làm sao luôn đâu. Lỡ mấy bữa đầu tại vì mình chưa có kinh nghiệm á, nên là giờ mình nướng được thì nó giòn lên này, cái vỏ bánh nó không có bị dai nữa. Giờ trở nghe nó dần rụm rồi. Mà cái này dễ nướng hơn ấy cô Năm. Cái kia nó mỏng quá, cái lửa nó áp vô nó nhanh lắm. Làm thật là nhanh chứ thôi là nó không kịp luôn á. Còn cái này mình làm từ từ được. Cái chảo này bự á, cái cô Năm cũng làm luôn được hai cái á. Ví dụ như cái này úp vô, cái cổ lấy thêm một cái mới nữa cô để cô dưới đây nè. Đây. Giờ cô sẽ để dưới đây thêm cái nữa, mình để là nó bung lên á, nó nóng á. Rồi hành lá, trứng, bắp với xúc xích. Mỗi cái là 10.000 đồng. Thì clip của mình cũng đã hết rồi. Mong cả nhà ủng hộ cho mình thật là nhiều nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.